một hai ba tạm biệt nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Phi Vlog. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái clip thả diều nữa nha các bạn. Thì là do hôm trước á, là mình thả cái con diều cá mập á, thì tới cái khúc mà mình cắt dây á các bạn cho nó bay đi á, thì mình lại quên bấm nút quay. Đó thì thật sự là mình rất là tức luôn các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái clip là mình thả diều rồi mình cắt dây nữa các bạn. Thì mình sẽ làm lại một cái clip này để mà mình quay mình cho các bạn xem. Đó thì cho các bạn xem được cái khúc mà cắt dây cái con diều nó rớt á, nhìn nó đã cỡ nào nha các bạn. Đó ok, nhưng mà hiện tại bây giờ á thì mình chưa có diều nữa các bạn ơi. Bây giờ thì mình phải chạy đi mua con diều để mà mình có mình thả nha các bạn. Nhưng mà hôm nay á thì mình sẽ không có mua diều cá mập nữa nha các bạn, thì mình sẽ mua một con diều khác. Có thể là một con phụng hoàng hoặc là một con diều gồng nha các bạn. Đó thì mình nghĩ là chắc mình sẽ mua diều phụng hoàng các bạn ơi. Tại vì á diều phụng hoàng á mình rất là khoái. Đấy, thì rất là đẹp các bạn. Vì hồi thời mà trẻ trâu các bạn, cái thời nhỏ của mình á là mình rất là thích con diều phụng hoàng các bạn. Tại vì nó có rất là nhiều đuôi á, nhìn nó đẹp lắm. Nhưng mà thời đó thì đi học một ngày có 1.000 các bạn, đâu có tiền đâu mà để mua con diều phụng hoàng. Đó thì rất là mê con diều phụng hoàng, thì hôm nay á mình sẽ mua con diều phụng hoàng, mà mua con mà size to luôn nha các bạn. Mua con phụng hoàng size rất là bự. Đó, lựa cái con mà bự nhất để mình mua luôn. Đó, để mà về mình thả lên nhìn cho nó phê nha các bạn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đi kiếm một cái chỗ nào để mà mình mua diều các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn hãy đi xem mình lựa diều nha. Ok. Hiện tại bây giờ mình đã tới cái tiệm diều rồi các bạn. Đó, các bạn thấy bên đây nó quán rất là nhiều diều luôn nè các bạn. Đó, diều phụng hoàng, diều đại bàng rồi tùm lum hết các bạn. Thì ở bên đây cũng có một tiệm nữa nè các bạn. Đó. Thấy chưa? Thấy diều rất là nhiều. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô thử cái tiệm bên đây để mà mình kiếm mua diều nha các bạn. Đấy, mình vừa mới hỏi con phụng hoàng bự nè các bạn. Đó. Rất là... Con phụng hoàng bự này là bao nhiêu vậy chú? 110.000. Đấy, những diều khá là bự. Ủa. Nó rất là nhiều đuôi luôn. Vậy lấy con này đi chú ơi. Diều rất là bự. Cái này nó không nhiều. Ok, thì mình vừa mới đi mua một con diều phụng hoàng đây các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Con diều rất là bự các bạn. Đây, để mình mở cho các bạn xem luôn. Đấy. Con diều này khá là bự rồi các bạn. Đây. Các bạn thấy đẹp chưa? Con diều rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gắn cây vô để mình chuẩn bị mình thả cho các bạn xem. Đấy. Thì hồi nãy mình mới mua với giá 110.000 đó các bạn. Đấy. Thì bây giờ trời đang rất là gió. Bây giờ thì mình đếm cho các bạn xem coi con diều này có bao nhiêu cái đuôi nha các bạn. Đây nè, một cái nè, hai cái đuôi nè, ba cái nè, bốn cái, năm cái các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Thì con khủng hoàng này có năm cái đuôi. Đó, rất là bự các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cột dây vô các bạn ơi. Đấy, cái cuộn dây nè. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình thả lên cho thiệt là cao rồi xong sau đó mình sẽ dùng cái kéo này để mà mình cắt nha các bạn. Đó, mình cắt cho nó bay tự do luôn. Đấy, thì hôm trước là mình thả con diều cá mập á, mà cái khúc cắt á mình quên quay, mình rất là tức các bạn. Đấy, cho nên hôm nay mình phải mua con diều khác về để mà mình làm cho các bạn xem. Đó, các bạn, cho các bạn thấy được cái khúc cắt đó nó cay cấn đến cỡ nào nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cột dây vô con diều các bạn. Đó, thì bạn nào may mắn thì sẽ lụm được con diều của mình nha. Tại vì nó bay lên cao các bạn, rồi các bạn cắt thì nó rớt rất là xa chỗ này. Ok. Thì bữa nay trời rất là gió các bạn. Ồ, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thả các bạn ơi.
Ok, thì bây giờ mình sẽ thả lên nha các bạn ơi. Đó. Wow, con diều bự ghê luôn các bạn. Ôi. Lên đi nào. Đó. Đấy. Con diều này nó rất là đầm luôn các bạn. Ủa, mình chỉ cần mình xả dây ra là nó bay thôi các bạn. Vừa rất là đầm. Đó. Ui. Vì này nó bự quá, mình thả lên cao nó rất là nặng luôn các bạn. Mình vừa bị gói dây luôn rồi các bạn ơi. Ok, thì cái con diều của mình á thì nó đã bay lên rất là cao rồi các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ ngồi mình ngắm nó một tí, rồi sau đó mình sẽ dùng cái kéo này để mà mình cắt dây nha các bạn. Đấy, mình sẽ cắt dây cho nó bay đi. Đó, thì người nào mà may mắn thì người đó sẽ nhặt được con diều nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ nó đang bay rất là cao rồi các bạn ơi. Đó, mình thả rất là nhiều nhỏ rồi. Đấy các bạn, con diều à. Con này là con phụng hoàng 5 đuôi các bạn. Rất là bự luôn. Nó bay nó đứng yên một chỗ luôn các bạn, thấy không? Nó rất là đầm luôn các bạn. Thường thường mấy cái con diều mà bự á, là nó bay rất là đầm các bạn. Ok, thì cái con diều nãy giờ mình cũng ngắm cũng đã rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiễn nó đi nha các bạn. Mình sẽ tạm biệt nó nha. Ok. Thì đây mình sẽ bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình cắt nó luôn đi các bạn ơi. Đó, mình chuẩn bị mình cắt nha. Đó, các bạn thấy con diều chưa? Đây, thì bây giờ mình sẽ cắt dây để mà mình tiễn cho nó đi luôn. Thì người nào may mắn thì người đó sẽ nhặt được thôi nha các bạn. Ok, 1, 2, 3, tạm biệt nha. Xong rồi các bạn ơi, nó đang thả rơi tự do đó các bạn, thấy không? Đấy, nó đang gớt từ từ các bạn ơi. Đó, thì cái cuộn dây mình cắt rồi nè các bạn. Đó, đây thì cái cuộn dây mình đã cắt đứt dây nè các bạn. Đó, thì con diều nó càng ngày nó càng bay đi xa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nó cà điển các bạn ơi, lọt xuống rồi. Rồi lọt xuống rồi các bạn ơi, không biết nó lọt tới đâu đây. Đó. Rồi nó gớt rồi các bạn ơi. Ok, thì con diều đã bay mất tiêu rồi nha các bạn. Thì bạn nào may mắn sẽ nhặt được nha. Cái con diều mình cũng đã cắt đứt dây rồi các bạn ơi. Thì nó đã bay đi rất là xa rồi. Thì không biết ai sẽ là người may mắn mà nhận được con diều của mình nha các bạn. Thì mình sẽ xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Các bạn xem thấy hay thì các bạn hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha các bạn. Ok, xin chào tạm biệt các bạn. Gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nha.